Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Gen Blog. Video ngày hôm nay Gen sẽ review sơ lược voucher 2024 cho các bạn tham khảo nha, cũng như là báo giá để cho anh em tham khảo luôn. Thì trước mặt anh em đây là hai chiếc voucher phiên bản 2024 nha các bạn. Gen báo giá để cho các bạn tham khảo luôn nha. Thì cái voucher mà giá xe thì nó không có chính xác được 100%, anh em cũng thông cảm nha, tại vì giá xe nó thay đổi theo hàng ngày đó các bạn. Như bữa nay trên quay thì ngày mai trên mới đăng thì nó lại là giá khác nha, anh em cũng thông cảm nha. Anh em muốn biết giá chính xác 100% thì anh em danh có để cái số điện thoại của nhân viên trên màn hình đó, anh em cứ gọi vào số của nhân viên thì nhân viên sẽ tư vấn báo giá chính xác 100% cho các bạn luôn nha. Còn giá này danh báo là giá tham khảo nha. Đây là hai chiếc voucher màu trắng phiên bản 2024 nha các bạn. Cái yên xe nó thì nó được độ lên, nó được lợp màu xanh này nha anh em. Giá xe thì dao động từ 34 triệu cho tới trên dưới 36 triệu là lăn bánh luôn nha các bạn. Dành cho những anh em có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang nha. Dao động từ 34 triệu cho đến trên dưới 36 triệu nha các bạn, lăn bánh luôn nha. Còn nhiều nơi thì anh thấy báo giá xe cũng là khá là cao, còn giá danh báo ở đây là giá lăn bánh luôn nha các bạn. Dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang từ khoảng 34 triệu cho tới trên dưới 36 triệu thôi là lăn bánh luôn, tùy theo cái từng phiên bản bánh căm bánh mâm nha các bạn. Còn trước mặt anh em đây là hai chiếc voucher được độ lên nha, được độ nhẹ nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái xe độ theo cái kiểu mà giống như quay y đó các bạn. Rất là đẹp nha. Nên thấy anh em nhiều anh em đang rất là quan tâm cái dòng voucher này nè. Bán chạy rất là chạy nha các bạn, được độ lên nhìn giống như là quay y đó. Rất là đẹp. Giá thì dao động từ trên dưới 34 cho tới trên dưới 36 triệu nha các bạn. Tùy từng phiên bản, bánh căm và bánh mâm. Lăn bánh luôn là dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang. Thì những giá xe này thì anh thấy ở Kiên Giang giá đang rất là tốt nha các bạn. Những anh em nào mà ở tỉnh Kiên Giang mà muốn mua xe thì anh thấy là ở thời điểm này giá đang rất là tốt nha. Lúc trước là voucher này là giá là trên dưới 40 triệu đó các bạn, bây giờ nó hạ rồi đó. Còn có chừng khoảng 34 cho tới trên dưới 36 triệu thôi. Rất là đẹp luôn anh em, nhìn góc quay này, voucher này rất là đẹp luôn, nhìn giống như là quay y đó các bạn. Nhìn thấy bây giờ nam nữ các bạn trẻ hay là người lớn tuổi đồ chạy rất là ưa chuộng cái dòng voucher này. Anh em không tin, anh em ra đường thấy rất là nhiều người ta xài cái voucher 2024 này, rất là đẹp luôn. Nhiều nơi báo giá xe thì anh thấy cũng cao nha các bạn, báo cũng 33 34 triệu đó, nhưng mà giá đó là chỉ có giá bao thế 10% VAT thôi, chứ còn lăn bánh luôn là khác nha các bạn. Lăn bánh luôn là anh em phải về đóng thế trước bạ, rồi phí biển số, rồi phí ép biển số nó mới lăn bánh nha. Chứ còn ở đây dành báo giá là báo giá lăn bánh luôn, dành cho những anh em ở trong tỉnh Kiên Giang luôn. Rồi anh em muốn giá biết giá chính xác 100% luôn thì anh em cứ gọi cái số điện thoại mà Danh để cho màn hình nha. Nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn từ A đến Z luôn. Còn giá Danh báo là giá tham khảo thôi. Rất là đẹp luôn. Xe thì dàn chân được sơn màu đen rất là cứng cáp nha các bạn, tiết kiệm nhiên liệu nha. Cái dàn nhựa nó thì phần đầu nó được sơn màu xanh này, rất là đẹp rồi. Xe được trang bị chìa khóa chìa, năm sản xuất là năm 2024. Xe này chạy tiết kiệm nhiên liệu đó nha các bạn, cũng máy êm lắm nha. Nhiều anh em đang xài cũng đánh giá cao là cái dòng voucher này á, nên thấy rất là đẹp luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, động cơ thì bền bỉ. Nó không bền như voucher ngày xưa thiệt, nhưng mà nó cũng đảm bảo được cho anh em đi lại công việc hàng ngày nha. Yên xe thì cũng khá là mềm nha các bạn. Yên xe được lợp lại màu xanh này, màu xanh đen này. Rồi. Mặt đồng hồ của nó thì vẫn là đồng hồ cơ nha các bạn, đồng hồ cơ nha, chứ chưa phải là đồng hồ điện tử. Rồi video chắc Danh cũng xin kết thúc tại đây nha. Anh em có gì anh em tham khảo giá xe, số điện thoại Danh để cho màn hình nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Rồi, chào các anh em.